Minh Đường Tử Vi hoan hỷ chào đón quý anh chị tuổi quý hợi, sinh năm 1983. Vận trình tháng 12 âm lịch năm 2022, quý hợi, sinh năm 1983, được dự báo cả năm cây quốc, cuối năm giàu sang, thực hiện được kỳ vọng thăng quan, phát tài, trả sạch nợ nần, mua nhà lầu, tậu siêu xe. Quý vị khán thính giả của Minh Đường Tử Vi thân mến, thế là chúng ta đã ở vào những ngày cuối cùng của năm cũ, để tiễn biệt năm nhâm dần, đón chào năm mới, quý mão 2023. Có khi nào chúng ta thấy mình còn thiếu một điều gì đó rất quan trọng trong cuộc đời, có một phút nào đó bạn dành ra chút thời gian nhìn lại việc mình làm, để được thanh thản, được trở về với chính mình, để khi những chiếc kim đồng hồ khép lại trọn vẹn một năm, cũng là lúc chúng ta có thể soi dọi lại những chuyện vui, buồn, được mất của mình. Rồi chợt nhận ra, cuộc đời như một dòng sông, mà mặt sông lúc phẳng phiêu, lúc lăn tăn gợn sóng, sông uốn khúc mà không cong, cũng có lúc thấy sông ngược dòng, nhưng luôn xuôi chảy bản chất của cuộc sống vốn chứa đựng nhiều sự phức tạp khó khăn sứ mệnh của mỗi người trên đời không đơn thuần là sống mà còn phải tìm ra cách để vượt qua những rào cản trông gai một cách tốt nhất sống ở trên đời này dù may mắn nhất thành công nhất cũng không tránh khỏi việc gặp phải những việc trái ý nghịch lòng mình và tất cả mọi sự may mắn tốt đẹp thành công và giàu có trên đời này đều phải đánh đổi bằng sự hy sinh trong tháng 12 âm lịch, tháng cuối cùng của năm 2022 tới đây, có nhiều con giáp được trời ban nhiều phước lành, hơn nữa còn có những người còn được thần tài và quý nhân chiếu cố yêu ái. Đối với bản mệnh quý hợi, sinh năm 1983, cả năm có thể không quá suôn sẻ thuận lợi, nhưng đúng tháng cận Tết 2023 này, vận may sẽ lội ngược dòng, sự nghiệp xuôi trèo mát mái, tài vận thăng hoa, tiền bạc lúc nào cũng chật két trả hết nợ nần. Không những thế, cuối năm còn mua được nhà đẹp, sắm xe sang, đổi đời, cực giàu có, vậy vận trình tháng 12 âm lịch này, sẽ có diễn biến ra sao, cơ duyên nào giúp bản mệnh quý hợi lại có nhiều may mắn đến như vậy. Để tìm hiểu rõ hơn thì xin mời quý vị, hãy cùng chiêm nghiệm lá số, phần luận giải tử vi vận trình tháng 12 âm lịch, năm 2022, cho tuổi quý hợi, sinh năm 1983, cả năm cây quốc, cuối năm giàu sang, thực hiện được kỳ, vọng tham quan, phát tài, trả sạch nợ nần, mua nhà lầu, tậu xe sang. Từ vi tháng 12 âm lịch năm 2022, tuổi Quý Hợi cho thấy rằng tam hội xuất hiện, dự báo những may mắn và thuận lợi sẽ đến với con giáp tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983, bạn hoàn toàn có cơ sở để mong chờ những kỳ vọng của bản thân có thể trở thành hiện thực. Thời điểm có được sự ủng hộ của vận khí như này, bạn có thể mạnh dạn tiến hành những dự định quan trọng trong công việc cũng như là cuộc sống, làm việc quyết đoán, tin tưởng vào sự lựa chọn của chính mình chính là yếu tố giúp các bạn Quý Hợi tiến đến thành công một nhát nhanh hơn thế. Nhưng mà, các bạn cũng chớ nên chủ quan, mà lơ là việc chăm sóc cơ thể của mình. Ngoài ra bạn cũng cần phải cẩn thận khi làm việc nặng, hay là khi tham gia giao thông, tránh bất cẩn kẻo xảy ra thương tật trước Tết. Vậy, để nắm bắt được vận trình hung cát của mình trong tháng cuối năm 2022 này, thì xin mời quý mệnh chủ tuổi quý hợi, lâm hạ chi chư, hãy theo dõi các nội dung chính được giới tiên chi hiệp lực với giới tử vi luận giải như sau. Thứ nhất là phần tử vi sự nghiệp của tuổi quý hợi trong tháng 12 âm lịch. Thứ hai là phần tử vi tài lộc. Thứ ba là tử vi tình duyên và gia đạo. Thứ tư là tử vi sức khỏe của tuổi quý hợi. Thứ năm là tử vi và cẩm nang vượng vận của mệnh chủ quý hợi, theo 10 ngày trong tháng 12 âm lịch. Thứ sáu là tuổi sông đất tốt và xấu với tuổi quý hợi, trong năm quý mão 2023, giúp gia chủ cả năm may mắn, vạn sự thuận lợi, làm ăn tấn tới, và giàu sang. Đầu tiên là phần tử vi sự nghiệp của tuổi quý hợi trong tháng 12 âm lịch. Khi xem tử vi tháng 12 năm 2022 cho 12 con giáp âm lịch thì thấy rằng, phương diện sự nghiệp của quý hợi trong tháng mới có rất nhiều điều hứa hẹn đang vô cùng tốt đẹp, ngay cả tinh thần làm việc của bạn cũng thêm phần hăng hái, bạn làm việc miệt mài, cống hiến hết sức mình, miễn là có thể đạt được mục tiêu mà mình đã đề ra, vừa đón tam hội cục tụ khí, tuổi quý hợi lại vừa được cả các tinh hữu bật che chở, nên đường công danh có nhiều biến chuyển rất là tích cực bạn hoàn toàn có cơ sở để mong chờ những kỳ vọng của bản thân sẽ sớm trở thành hiện thực công việc hứa hẹn nhiều cơ hội thăng tiến tất nhiên trước đó thì bạn cũng phải trải qua không ít những khó khăn và thử thách miễn là bạn chấp nhận và kiên trì thì thành quả thu về sẽ thật sự xứng đáng Dịch mã là động tinh cũng xuất hiện, là điểm báo trong tháng 12 âm này, các bạn có nhiều sự dịch chuyển, phải tất bật hơn hẳn, nhưng nếu đó là điều cần thiết để thúc đẩy sự nghiệp tiến triển thì bạn hãy cứ thành thơi đón nhận một cách nhẹ nhàng, chắc chắn là sau khi giải quyết xong, kết quả thu về có thể nằm ngoài cả sự mong đợi của bạn đấy vào thời điểm có được sự ủng hộ của vận khí như này thì bạn có thể mạnh dạn tiến hành những dự định quan trọng trong công việc cũng như là trong cuộc sống làm việc quyết đoán và tin tưởng vào sự lựa chọn của chính bản thân mình đây chính là yếu tố để giúp các bạn quý hợi tiến đến thành công nhanh hơn kể cả khi chưa thu được kết quả khiến bạn thỏa ước nguyện nhưng dù thế nào thì bạn cũng có dư kinh nghiệm cho những lần tiếp theo khi đảm bảo rằng lần sau sẽ thành công rực rỡ hơn thế nữa thành tích trong tháng có nhiều sự đột phá lại nhận được sự ghi nhận xứng đáng của cấp trên và đồng nghiệp giúp uy tín cá nhân của quý hợi được nâng cao hứa hẹn những cơ hội thăng tiến rất là rõ rệt cho các bạn thu nhập nhờ thế cũng sớm được cải thiện rõ rệt và tháng mới này cũng sẽ mang tới cho quý hợi rất nhiều động lực để các bạn khám phá các khía cạnh mới mẻ khác của bản thân mình vậy nên bạn đừng quên kết hợp giữa hoàn thành nhiệm vụ và tích lũy kinh nghiệm để ngày càng trở nên hoàn thiện hơn Tử vi tài lộc cho tuổi quý hợi trong tháng 12 âm lịch 2022. Tử vi tháng 12 năm 2022, tuổi hợi âm lịch nhận thấy, trong tháng này tài vận của quý hợi cũng nhận được sự tương trợ của các tinh, nên các bạn quý hợi có thể tranh thủ đẩy mạnh kinh doanh, đầu tư, bởi khả năng cao, bạn sẽ được hỗ trợ vốn, hoặc là nhân lực có một số cơ hội mới mở ra đòi hỏi quý hợi phải quyết định trong khoảng thời gian ngắn bạn đừng bỏ lỡ dù là doanh nghiệp tư nhân hay là buôn bán tự do thì đều có một tháng giáp tết rất là tất bật doanh thu đạt mức dự kiến thậm chí là còn vượt mức càng vào những thời điểm cuối năm thì nhu cầu mua sắm đi lại càng nhiều điều này vô hình chung cũng mang tới cho các bạn rất nhiều cơ hội làm ăn thuận lợi nhất là những bạn đang làm trong lĩnh vực liên quan đến các mặt hàng gia dụng thực phẩm dịch vụ vận chuyển vận tải càng có nhiều cơ hội thu lời lớn hơn và thời cơ đã đến chỉ cần bạn chủ động nắm bắt thì không khó để biến ước mơ trở thành hiện thực làm tốt ở giai đoạn này thì ra tết bạn sẽ có sẵn nền tảng để phát triển mạnh mẽ hơn nữa với những người làm công ăn lương có thể nhận được những thành quả rất là khả quan những nỗ lực làm việc của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng bằng số thù lao tương xứng nhìn chung bạn làm nhiều thì hưởng nhiều trời sẽ không phụ lòng người có công tiền thu về không ít nhưng mà chi tiêu trong tháng cận tết này cũng có dấu hiệu tăng lên khá là rõ cho các mục đích như là mua sắm cá nhân để chuẩn bị cho cái tết cổ truyền điều này đòi hỏi quý hợi phải chú ý việc cân đối thu chi để tránh rơi vào cảnh eo hẹp phải thắt lưng buộc bụng khi bước sang đầu xuân mới và phần luận giải vô cùng quan trọng và ý nghĩa tiếp theo đó là luận giải về tử vi tình duyên và gia đạo của quý hợi trong tháng cuối năm nhâm dần này. Khi có nguyệt lệnh lâm mộc dục xuất hiện, dự báo rằng rất nhiều cơ hội để cải thiện nhân duyên cũng tới trong tháng 12 âm này, mang tới cho quý hợi khoảng thời gian ngập tràn hương sắc, yêu thương, phần đào hoa phơi phới, rất lợi cho người độc thân muốn tìm kiếm nửa kia cho mình, hãy chủ động tham gia vào các bữa tiệc, hoạt động tập thể, bạn sẽ thấy điều mình đang tìm kiếm. Sự xuất hiện của hữu bật, sẽ mang điểm báo về rất nhiều mối quan hệ, rất nhiều đối tượng khác giới, nhưng đào hoa càng nhiều, lại càng dễ gặp rắc rối, thậm chí là các bạn còn rơi vào cảnh, ngày lắm mối, tối thì nằm không, vì thế quý hợi nên sớm đưa ra sự lựa chọn cho mình, do dự thường sẽ khiến bạn mất đi cơ hội tìm được tình yêu đích thực. Người đã lập gia đình, thì càng phải đề phòng đào hoa giữ xuất hiện, nhất định phải thận trọng trong các mối quan hệ, việc xã giao trong tháng tăng lên rất là đáng kể, bạn nên giữ khoảng cách phù hợp, kẻo rơi vào tình trạng mập mờ, không rõ ràng, dễ bị cuốn vào những cuộc tình éo le các cặp đôi đang trong thời gian yêu đương, thì nên tìm hiểu, nên nghĩ tới chuyện thăng cấp cho tình yêu lứa đôi, có thể đây là lúc chính thức ra mắt gia đình hai bên, hoặc là kết hôn. Nhân đây Minh Đường Tử Vi cũng chúc quý hợi, Tết đến trăm điều như ý, mừng xuân sang, vạn sự thành công. Và phần luận giải vô cùng quan trọng đó là phần luận giải về tử vi sức khỏe của tuổi quý hợi. Sức khỏe không phải là vấn đề lo lắng trong tháng 12 âm này, khi quý hợi cảm thấy khá là sung sức, bạn đủ tỉnh táo để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống, cũng như là trong công việc, thế nhưng, các bạn cũng chớ nên chủ quan, mà lơ là việc chăm sóc cơ thể của mình. Đôi khi bạn cũng gặp một vài tình trạng khó chịu, khi thời tiết giao mùa, khiến cơ thể uể oải, đau đầu, hoặc là đau nhức xương khớp, những lúc như vậy, chỉ cần chú ý nghỉ ngơi, ăn uống và tập luyện thể dục thể thao hợp lý, là mọi thứ sẽ sớm được cải thiện ngay. Ngoài ra bạn cũng phải cẩn thận khi làm việc nặng, hay là khi tham gia giao thông, tránh bất cẩn dẫn tới thương tật vào những ngày giáp Tết này. Tử vi và cẩm nang vượng vận của mệnh chủ quý hợi, theo 10 ngày trong tháng 12 âm lịch. Tử vi 10 ngày đầu tiên trong tháng 12 âm, từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 10 tháng 12. Là con giáp may mắn trong 10 ngày đầu tiên tháng 12 này, nên người tuổi quý hợi, đã được đón rất nhiều tin vui xuất hiện liên tiếp, ngay sau khi bạn bước sang những ngày đầu tiên của tháng cuối cùng trong năm nhâm dần này với điều kiện thuận lợi như hiện tại bạn hãy tập trung thời gian và năng lượng của mình cho những mục tiêu đề ra từ trước đó như vậy bạn sẽ sớm đạt được thành công vượt ngoài sự kỳ vọng đây cũng là lúc để bạn dành thời gian tìm hiểu và khám phá các nguồn đầu tư bị động khác để giúp bản thân tăng thêm thu nhập nhưng lại không mất quá nhiều thời gian vận trình tình cảm của các bạn quý hợi cũng có nhiều dấu hiệu khởi sắc và lúc này người độc thân thì đã tìm được niềm vui trong các cuộc gặp gỡ hãy cứ tham gia gia tăng gặp những người khác giới trong các cuộc họp hội nhóm có cùng sở thích đến một lúc nào đó người ấy cũng sẽ xuất hiện thôi và điều duy nhất mà quý hợi cần phải chú ý, trong khoảng thời gian này là ảnh hưởng của bạch hổ hung tinh sẽ gây hại cho sức khỏe của bạn, bạn nên hạn chế rủi ro bằng việc sắp xếp kế hoạch đi xa vào thời gian khác, hoặc là nếu thấy cơ thể có dấu hiệu bất ổn, thì cần đi khám sớm ngay, nếu điều trị đúng thời điểm thì bạn sẽ khỏe mạnh lại thôi. Thời điểm vàng trong tháng là, ngày mùng 1 và ngày mùng 2 âm lịch. Hướng may mắn là hướng Tây Nam và hướng Nam, kết hợp với các tuổi quý nhân là tuổi Tuất tuổi mùi, thì chắc chắn thành công. Con số phát tài đó là 43, số 10 và 28. Tử vi 10 ngày giữa tháng 12 âm lịch từ ngày mùng 10 đến ngày 20 tháng 12. Khi có kiếp tài xuất hiện, có thể gây ra một vài khó khăn và trở ngại cho các bạn quý hợi, nhưng khi bạn tập trung xử lý, thì dần dần mọi thứ sẽ trở nên êm xuôi, bạn được tận hưởng khoảng thời gian bình yên mà mình mong muốn, bạn có thể nhân lúc này, bình tĩnh đánh giá những gì đã qua, và rút kinh nghiệm để có những bước chuẩn bị tốt hơn cho kế hoạch quan trọng tiếp theo vận trình tài lộc thiên về ổn định trong 10 ngày giữa tháng 12 âm này, bạn vẫn kiếm tiền túc tắc, dựa trên các mối làm ăn từ trước đến nay, nên túi tiền dùng rỉnh, chẳng phải lo đến chuyện chi tiêu, sắm Tết. Tình cảm đong đầy, giúp các bạn quý hợi cảm thấy thật may mắn, vì đã gặp đúng người, người ấy luôn đặt cảm xúc và suy nghĩ của bạn lên trước tiên, làm việc gì cũng chỉ vì muốn tốt cho bạn, chính bạn cũng cảm nhận được điều đó, nên hãy vui vẻ tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc hiện tại nhé. Còn với các bạn độc thân, bạn may mắn có được người giới thiệu cho một vài đối tượng khá là triển vọng, tốt nhất bạn nên giữ thái độ tích cực để có thể thoải mái trò chuyện, tìm hiểu đối phương, có thể hai bạn sẽ có nhiều điểm chung đến mức bạn cũng phải bất ngờ. Thời điểm vàng trong tháng là đúng rằm tháng Chạp, duy nhất một ngày thôi. Hướng may mắn là hướng Đông Bắc và hướng Tây, kết hợp với tuổi quý nhân là tuổi dần, tuổi mùi thì chắc chắn thành công. Con số phát tài là số 65, 82 và 36. Tử vi 10 ngày cuối tháng 12 âm lịch từ ngày 20 đến ngày 30 Tết. 10 ngày cuối năm 2022 này, tuổi quý hợi gặp được khá nhiều điều kiện thuận lợi, mà trước đây bản thân bạn cũng chưa từng nghĩ tới, thêm sự nâng đỡ của cả sao thiên đức nên nhiều con giáp tuổi này có được cơ hội thăng quan, tiến chức. Với sự giúp sức từ mọi người, với những ai đang tìm việc, hứa hẹn sẽ có được công việc như ý, bạn sẽ gặp được nhiều thời điểm thích hợp để phát huy được ưu điểm của chính mình, gây ấn tượng với nhà tuyển dụng. Đôi khi bạn sẽ có chút suy nghĩ phiền lòng về chuyện tình cảm, nhưng ngay sau đó, bạn sẽ thoát được khỏi cảm giác tiêu cực và tìm được niềm vui cho mình. Ngoài ra, khi có vấn đề gì xảy ra, cả bạn và người ấy đều đã biết chủ động bàn bạc với nhau và tìm ra phương án giải quyết hợp lý nhất. Trên phương diện tài lộc, nếu như bạn dám chấp nhận rủi ro, thì cơ hội thu về lợi nhuận cao đều nằm trong tầm tay của bạn, thậm chí bạn có thể mở lối đi riêng và thu về một khoản bộ tiền khiến bất cứ ai cũng phải ghen tị và thèm khát. Cuối năm này, bạn có thể yên tâm rằng mình sẽ mua được nhà, sắm được xe rồi nhé. Còn đối với người làm công an lương, chỉ cần bạn chăm chỉ làm việc, chú tâm vào nhiệm vụ của mình, phương pháp đạt được kết quả cao, nhận được sự khen thưởng của ban lãnh đạo. Thời điểm vàng trong tháng là ngày 24 và 25 Tết. Hướng may mắn là hướng Bắc và Tây Bắc kết hợp với tuổi quý nhân là tuổi Thìn và tuổi Mão thì chắc chắn thành công. Con số phát tài là số 72, số 7 và 44 và phần luận giải rất quan trọng trong năm 2023, cho các bạn quý hợi đó là tuổi sông đất tốt và xấu trong năm quý mão, giúp các bạn cả năm may mắn, vạn sự thuận lợi, làm ăn tấn tới, tấn giàu sang. Và theo kinh nghiệm dân gian, khi chọn người sông đất thì nên chọn người có thiên can, địa chi, ngũ hành, tương sinh với gia chủ, đồng thời thiên can, địa chi, ngũ hành, của năm 2023 cũng cần tương sinh với người đó. Các tuổi phù hợp rất tốt với gia chủ quý hợi để sông đất vào đầu năm mới quý mão 2023 là tuổi Ất Mùi, sinh năm 1955, Đinh Mùi 1967, Quý Mão 1963, Ất Mão 1975, Quý Mùi 1943, Tân Mùi 1991, Nhâm Tuất 1982, Tân Hợi 1971, Canh Tuất 1970, Quý Hợi 1983. Các tuổi sông đất xấu đối với Quý Hợi trong năm Quý Mão 2023 là

Cảm ơn quý vị và anh chị tuổi quý hợi đã quan tâm và theo dõi đến hết video này của chúng tôi, và trước khi khép lại chương trình ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi, chúc quý anh chị luôn may mắn, bình an, giàu sang, và hạnh phúc, có một năm 2022 đầy ý nghĩa, và bước sang 2023, bứt phá, phát tài, và giàu sang, phú quý nếu quý anh chị yêu thích video này của chúng tôi hãy dành cho minh đường tử vi một like và nhấp vào nút chia sẻ để cho mọi người cùng biết nhé và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video thông tin mới nhất và hay nhất đến từ ban biên tập chương trình chương trình đến đây là hết xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo